xanh mây núi bao la, suối reo vang khúc hát rừng ca, nghe thiết tha vang trong lòng ta. Về yên từ đây một rừng chùa tháp bao la, nơi đây ghi dấu tích ngàn xa của ông cha giữ nước non nhà. Ơi yên từ non thiêng mãi mãi vẫn còn đây, lối mòn chênh vênh nâng bước trên tầng mây, nơi Phật linh thiêng đưa chúng con về đây niềm nam mô. Xúc động đây dài oan sự tích còn ghi, nơi xưa bao mỹ nữ hoàng phi tâm trắng trong lao theo dòng thác. Kia tháp tổ nơi nhà vua ngồi dáng khoan thai, tâm linh đang hướng tới ngày mai cùng cháu con Ha ha ha!
uống được. Em uống đi, em uống ngay ông Khánh, ông người tí anh uống. Em cứ uống ông Khánh, ông người đi. Muối để ăn thì và ngâm như kiểu măng muối ở nhà thôi, cái măng củ, măng xe gai đấy ạ, và măng bát độ đấy ạ. Cho thằng con rể nó rất thích cái này, nó cứ bảo bố mẹ đi ra bố mẹ mang về muối. Muối rồi. Xong anh cũng luộc đúng như vậy, xong ngâm một ngày. Dạ vâng. Cũng vẫn vẫn được luộc à? Phải luộc chứ. Cái này không kể cả măng nào anh cũng phải luộc. Chứ không phải luộc nữa. Đường vào Yên Tử có khác xưa, vết đá mòn chân lễ hội mùa, chập trùng núi biếc cây xanh lá, đàn bướm tung tăng trong nắng trưa, cây rừng phủ núi thành từng lớp, muôn vạn đài sen mây đông đưa, trông như đám khói của người sao, thấm thoáng trời cao những mái trường. Xin chào tất cả các bác và thay mặt phía bên phía nhà khách sạn Tình Thương ở bên phía chỗ nhà hàng ở khu vực du lịch Yên Tử, xin một lời cảm ơn tới tất cả đoàn mình đã bao nhiêu năm ủng hộ sự phát triển của nhà hàng của bên phía khách sạn của Tình Thương. Thay mặt gia đình xin chúc cả đoàn luôn luôn có những chuyến đi hạnh phúc may mắn, và mong rằng đoàn sẽ luôn luôn dành cái tình cảm về bên phía nhà hàng cách đại thương, và bất lúc nào rất mong sự ủng hộ của đoàn và trong nhiều năm tới. Và xin cảm ơn. Alo. Thay mặt bên phía nhà hàng khách sạn Tình Thương ở khu du lịch Yên Tử Quảng Ninh xin gửi lời chào và cảm ơn tất cả đoàn mình đã hàng năm ủng hộ sự phát triển của nhà hàng. Và thay mặt bên nhà hàng xin chúc cả đoàn mình luôn có những chuyến đi đầy may mắn và hạnh phúc, và mong rằng đoàn sẽ ủng hộ cho nhà hàng sẽ phát triển nhà hàng trong nhiều năm tới, và xin cảm ơn. Hello. Xin cảm ơn coi như là bye bye.
Đây sẽ cho cái xe hai. Xin cảm ơn gia đình và dạ vâng ạ, xin cảm ơn bạn và cảm ơn rất nhiều. Trong quá trình phục vụ và đón tiếp đoàn, nếu có sự khuyến khích và mong rằng đoàn mình sẽ là góp ý và để cho gia đình và tất cả mọi người xây dựng và phát triển một ngày càng tốt đẹp hơn. Và cảm ơn ạ. Đây dãy núi Bát Vàng, sừng sững giữa trời mây, là nơi hội tụ tâm linh, cảnh đẹp nên thơ, sóng nước khiêu tình. Chảy ra biển lớn với di tích ngàn năm, giếng thần rùa đá, cây hương đá cổ khắc ghi tên chùa Bảo Quang Tự. Chúng con trở về đất Phật tìm thầy học đạo với các tăng ni, chính điện nghiêm trang đưa con vào giấc ngủ giữa đại giảng đường, thầy hoàng pháp cho con lời thầy giảng, ôi trí tuệ bao la, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống không tu lại phí một kiếp hương, tu là sửa là hoan hỷ khoan dung, luật nhân quả không một ai chạy thoát, đức hạnh của thầy Phật pháp nhiệm màu đưa con về với lòng từ bi. Chùa Ba Vàng nơi hoàng dương chánh pháp cứu độ chúng sinh trong kiếp vô thường. Uông Bí, vùng đất cổ với hệ thống di tích lịch sử và lễ hội đặc sắc, nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm, một thiền phái Phật giáo của người Việt với hệ thống tòa tháp Yên Tử linh thiêng. Và cũng tại vùng đất này, trên núi Thành Đặng Sơn, nối dài của dãy Linh Sơn Yên Tử, luôn vọng tiếng chuông ngân của chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa có tên cổ là Bảo Quang Tự, hàm ý là vầng ánh sáng của chùa tỏa ra bốn phía từ trên núi. Chùa ngự trên lưng chừng núi Thành Đặng, còn gọi là núi Ba Vàng, cách khu du lịch sinh thái Lựng Xanh khoảng 1 km. Chính nguồn nước từ núi Ba Vàng chảy ra đã tạo nên Lựng Xanh, một điểm du lịch hấp dẫn của Uông Bí. Chùa được tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng, phúc địa này có tọa sơn đạp thủy, lưng tựa vào núi trông ra phía trước xa xa là sông Đá Bạc. Hai bên phải trái là các dãy núi nhỏ xanh mướt rừng thông chạy lúp xúp ra biển, theo thế Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Địa thế ấy tạo cho Ba Vàng một khung cảnh hữu tình, nên thơ mà vẫn toát lên sự linh thiêng, tụ khí của chốn thiền nhà Phật. Chính tại nơi đây không chỉ chứng kiến sự phát triển rực rỡ của văn hóa Đại Việt thế kỷ 17, mà đây còn là một trong những nơi tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lan tỏa.
nơi mà những thế hệ kế tục đã truyền dạy để thế hệ hậu sinh muôn đời sau vẫn được đón nhận. Trong những gì còn lại của phế tích này, ta thấy âm hưởng của những lời thuyết pháp của các bậc tu hành, lời nói không chỉ in dấu trong một đời, mà dường như nó mang sức mạnh để vượt qua sự hà khắc của không gian và thời gian, đưa đến cho con cháu đời sau. Phật hiệu trời Nam muôn thuở ân quang phổ chiếu, pháp truyền đông thổ ngàn năm đạo đức sáng ngời. Đây là khu di tích có mối quan hệ với khu di tích Yên Tử, Bạch Đằng, Vân Đồn, không gian di sản văn hóa lớn của thời đại nhà Trần, với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là kinh đô Phật giáo, là trung tâm văn hóa rất tiêu biểu của nước Đại Việt thời Trần. Dấu tích thời điểm phát triển rực rỡ ấy chỉ còn lại đây, theo hướng chỉ dẫn tìm về nguồn cội, nơi đó gọi là chùa cũ. Những dấu tích kiến trúc gạch ngói vùi lấp bên dưới nền chùa cũ lộ ra, cho thấy chùa đã được xây dựng ít nhất vào thế kỷ 17-18, quy mô khá rộng. Hiện vật đáng chú ý nhất của chùa Ba Vàng còn sót lại tới hôm nay là một số di vật bằng đá, bao gồm một bia đá cao 0,52m, rộng 0,38m, dày 0,12m, hai con rùa đá và một cây hương bằng đá cao 1,2m, bốn mặt, mỗi mặt rộng 0,22m. Do thời gian, các chữ Hán trên bia đá và cây hương đá đã mòn. Tuy nhiên, qua cách trình bày, có thể thấy đây là bia ghi tên tuổi của nhà sư Trúc Lâm Mahasa, môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư từng trụ trì nơi đây. Cách ngày nay khoảng 300 năm, và xá lị của ông đã được đặt trong một tháp mộ nào đó của chùa. Riêng cây hương bằng đá, phần lớn chữ ở mặt bia đã bị phai mờ, chỉ còn lại một số chữ lớn giáp đầu bia ghi các chữ Thành Đẳng Sơn, Bảo Quang Tự, Thiên Đài Trụ, nghĩa là trụ đài đá chùa Bảo Quang, núi Thành Đẳng Sơn. Theo phỏng đoán của các nhà chuyên môn, cây hương đá này là vật chứng ghi lại sự công đức của một cá nhân hay một tập thể làng xã nào đó trước đây. Núi nhìn sông chảy ra biển lớn, với di tích ngàn năm riêng thân rùa đá, cây hương đá cổ khắc ghi tên chùa Bảo Quang Tự. Phương trời chúng con trở về đất Phật, tìm thầy học đạo với các tăng ni. Chính điện nghiêm trang đưa con vào giác ngộ, giữa đại giảng đường thầy hoàng pháp cho con. Lời thầy giảng ôi trí tuệ bao la, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống không tu lại phí một kiếp hương. Tu là sửa là hoan hỷ khoan dung, luật nhân quả không một ai chạy thoát, đức hạnh của thầy vất pháp nhiệm màu đưa con về với lòng từ bi. Chùa Ba Vàng nơi hoàng dương chánh pháp, cứu độ chúng sinh trong kiếp vô thường. Chùa Ba Vàng nơi hoàng dương chánh kiếp vô thường.
mỗi tuần tiết, nhân dân lại hội tụ về đây thực hành những nghi lễ cúng tế trang trọng, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Người đời sau trùng tu tôn tạo di tích cũ, thắp nén hương thơm tri ân Đức Phật, cũng là thuận lẽ đất trời. Trên núi vang tiếng chuông linh khánh vọng, dấu thời gian không hề phai nhạt mà bừng sáng những giá trị nhân văn. Núi sông không giới hạn, thân đến chốn Bồng Lai, thần linh đến nơi an lạc, tiêu dao lên đến tiên, thoái bỏ sái bạ thành chân như. Mọi quyến rũ vô cùng, để ai khi xa Hạ Long đắm chìm trong nỗi nhớ, đắm chìm trong nỗi nhớ. Yeah.
đến cô bé cửa suốt, đền cặp tin nằm trong quần thể đền cửa ông đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, cấp bằng di tích lịch sử năm 1989. Tuy không phải là một ngôi đền lớn, nhưng những năm gần đây, mỗi năm đền Cặp Tiên thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương đến hành lễ và tham quan. Đền Cặp Tiên luôn thu hút khách thập phương vào những dịp đầu năm. Để đến được đền Cặp Tiên, du khách có thể đi đường bộ theo quốc lộ 18A đến địa bàn phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, thì theo đường rẽ về phía huyện Vân Đồn. Từ đó, du khách chỉ mất khoảng 10 phút đi xe buýt hoặc xe ôm là tới đền Cặp Tiên. Theo truyền thuyết của ngư dân trong vùng, đền Cặp Tiên được xây dựng để thờ một vị tiểu thư con gái Trần Quốc Tàng nên có tên là đền Cô Bé Cửa Suốt. Sau này, vào thời Nguyễn, một ông quan chánh đã được nhân dân trong vùng tôn làm hậu thần và cũng được thờ tại đền nên còn gọi là đền quan chánh. Quan chánh đây là chánh cai bạ, một chức quan coi việc sông nước vào năm Gia Long thứ ba. Sau khi được triều đình cử về đây trông coi ở vùng này, ông đã làm được nhiều việc có ích cho dân, chăm lo đời sống nhân dân, giúp dân an cư lập nghiệp và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ngoài ra, ông còn là người đứng ra góp công góp của và huy động nhân dân trùng tu sửa sang lại ngôi đền. Để ghi nhớ ơn đức của ông, sau khi ông qua đời, nhân dân đã phối thờ ông tại đền. Hiện ở đền còn có hai bài vị thờ có niên đại thời Nguyễn nhưng đã mở hết chữ không đọc. Đền Cặp Tiên là một trong những công trình tín ngưỡng dân gian. Trải qua thời gian, ngôi đền đã bị hư hỏng khá nhiều, nhưng hiện nay được trùng tu tôn tạo lại trở nên khá khang trang. Đến với khu di tích, ngoài tham quan vãn cảnh hành lễ tại khu vực đền chính và đọc sơ chú, mà du khách không thể bỏ qua đó là giếng tiên nằm trong khuôn viên của đền. Đây là một giếng nước ngọt nằm ngay bên bờ biển. Khi nước thủy triều lên, dù giếng có bị ngập nước mặn nhưng ngay sau đó lại ngọt trở lại. Quanh năm giếng không bao giờ hết nước, bởi vậy không chỉ nhân dân trong vùng mà cả những người đi biển đều rất quý giếng nước này. Giếng tiên còn liên quan đến câu chuyện truyền thuyết về hai vị tiên ông thường hay lui tới ngắm non xanh nước biển, phong cảnh bồng lai và chơi cờ giải trí. Đi theo phục vụ hai vị tiên ông là hai tiên nữ xinh đẹp. Hàng ngày hai vị tiên ông chơi cờ thì hai tiên nữ xuống giếng này lấy nước về đun uống cho hai vị tiên ông. Tương truyền nếu ai dùng nước trong giếng tiên, da sẽ trắng như các vị tiên và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chính vì thế, khi đến tham quan du lịch di tích này, du khách là nữ thường không bỏ qua cơ hội dừng chân ghé vào giếng tiên. Ông Đệ Tam, cửa suốt được thờ ở đền Cửa Ông hay còn gọi là đền Đức Ông, tọa lạc trên một ngọn núi thấp trông ra vịnh Bái Tử Long, có cảnh quan tuyệt đẹp, thuộc phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long hơn 40 km về phía đông bắc. Đức Ông chính tên là Trần Quốc Tảng, con thứ ba của Trần Hưng Đạo, tước Hưng Nhượng Vương. Ông có tài chiến đấu, nhưng là người có cá tính riêng, đã làm cho cha phải bất bình, đẩy ông ra cửa suốt tỉnh Quảng Ninh làm vị trấn thủ giữ bến cảng. Ông đã giữ vững vùng đất này, yên định được dân tình, ngăn những mưu mô xâm lấn của giặc Nguyên. Người dân ở đây tôn kính ông, gọi ông là Đức Ông và đền thờ cũng gọi là đền Đức Ông. Đây là đền duy nhất thờ đầy đủ gia thất của Trần Quốc Tuấn, đó là các tượng của Trần Quốc Tuấn, tượng Thánh Mẫu, hai cô công chúa Trần Quốc Tảng, Trần Anh Tông, Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Giã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Lê Phu Trần, Đỗ Khắc Trung, vân vân. Đền Cửa Ông được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, gồm 3 khu vực chính, đền Hạ, đền Trung và đền Thượng. Đền chính lúc đầu thờ Hoàng Cần, người anh hùng địa phương, sau thờ Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Trần Quốc Tuấn.
có công trấn ải vùng Cửa Suốt với 34 pho tượng lớn nhỏ được chạm trổ công phu tỉ mỉ, có giá trị nghệ thuật cao, đền Cửa Ông đã được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận là di tích thắng cảnh. Đền Cửa Ông nằm trên một ngọn núi thấp nhìn thẳng ra biển, cảnh quan rất ngoạn mục, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh đẹp của vùng Than Cẩm Phả và vịnh Bái Tử Long. Lễ hội đền Cửa Ông diễn ra từ ngày 2 tháng 1 âm lịch và kéo dài đến hết xuân. Từ lâu, đền Cửa Ông đã nổi tiếng linh thiêng không chỉ đối với nhân dân Quảng Ninh mà dân dân các tỉnh trong nước cũng tìm đến dâng hương chảy hộ. Kiến trúc của đền Cửa Ông rất đặc biệt. Đền Cửa Ông nằm trên một ngọn đồi có độ cao khoảng 100m so với mực nước biển. Hai bên là hai ngọn đồi nhỏ hơn, trông như hai hộ vệ vững chãi, đúng theo nguyên tắc tả thanh long, hữu bạch hổ. Phía sau là dãy núi xanh bạt ngàn chạy dài qua Cẩm Phả, Mông Dương. Đền Cửa Ông gồm đền thượng và đền hạ, có hệ thống tượng phong phú và quý hiếm bởi có những nét nghệ thuật điêu khắc sống động. Những bức tượng tại đây được tạo tác bằng những chất liệu quý nên đến nay vẫn giữ nguyên vẹn. Truyền thuyết về Đức Ông và sự linh thiêng của đền Cửa Ông. Có những huyền thoại, những truyền thuyết chứng tỏ nhân dân ngưỡng mộ ông. Chuyện kể rằng, có lần tại biển Cửa Suốt, tự nhiên trời mưa to gió lớn sấm sét nổi lên âm âm. Ông đang đi tuần trên biển, thấy có một phiến đá to nổi lên, liền ngang nhiên ngồi lên trên phiến đá. Sóng nổi cuồn cuộn, mực nước dâng lên cao, nhưng phiến đá vẫn nổi trên mặt nước, chở ông đi, đè đầu những con sóng. Khi mưa gió yên, dân chúng không thấy ông đâu nữa, mà trên phiến đá chỉ có một cái mũ, liền rước về thờ, lập miếu và tâu lên triều đình. Đó là ngày 16 tháng 8 năm 1311. Từ đó, ngày này được xem là ngày hóa của ông. Nhà vua phong cho ông là thượng đẳng phúc thần, ông được xem là vị chủ thần ở đền Cửa Ông. Trong đền có tượng ông và đôi câu đối, hàm ý nghĩa trân trọng và thông cảm với ông. Giúp chiến thắng Bạch Đằng, tướng giỏi uy danh lừng đất Bắc, để giấu Thiêng Đông Hải, anh hùng tâm sự gửi trời Nam. Được gia nhập vào điện thần tứ phủ, vị thần đệ tam Cửa Suốt cũng rất linh thiêng. Văn Trầu ghi rõ ông đã nhiều lần giáng phúc trừ tai, giúp cho thiên hạ. Những trai núi lo sâu như người trai vàng vỡ, nước biển xanh ngào ngạt như mặt người thiếu nữ. Đâu là hang đầu gỗ, đâu là đằng tiên ông, trên từng nhu đá trong lớp rêu phong, như gợi nhớ về xa xưa. Dòng xuống trần mà lối, rồi quên mất đường về. Vì đất trời Hà Nam, vì đất trời Hạ Long muôn sắc long lanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như mắt người thiếu nữ. Đâu là hang đầu gỗ, đâu là đồng tiên ông, trên từng nhu đá trong lớp rêu phong, song reo vẫn cười đang chiến thắng. Nếu anh là ngọn núi đứng canh giữa biển trời, thì em là biển khơi song vô hồi quanh núi. Thương nhau không cần nói.